X51 Story mến chào các quý vị thính giả. Cổ nhân dạy, một con sói tham vọng muốn leo lên làm thủ lĩnh sẽ không bao giờ thách đấu. Thay vào đó sẽ âm thầm giữ lực, quan sát nhất cử nhất động của bầy đàn, điểm mạnh và điểm yếu của từng con. Khi xác định được bản thân nắm chắc phần thắng trong tay, nó mới quyết định khiêu chiến. Xưa nay, một người làm nên nghiệp lớn đều biết nhẫn nhịn, hạ thấp bản thân, ẩn mình chờ thời, khi đã chín muồi mới tung đòn phản kích. Mỗi đường đi nước bước của họ đều được tính toán kỹ càng. Không đánh thì thôi, một khi đã đánh thì nhất định phải bách trúng bách thắng. Thế nên, sống ở đời đừng ham cái mác thông minh, tài giỏi, để rồi đắc chí làm càn. Bằng không bạn sẽ chỉ là một kẻ ngốc, trở thành con cờ bị người khác thao túng, thậm chí rước họa vào người. Tư Mã Ý là một nhân vật kiệt xuất, kỳ phùng địch thủ của Gia Cát Lượng, nổi tiếng là người đa mưu túc kế, giúp nhà Tào Ngụy giữ vững vị thế thời Tam Quốc. Tư Mã Ý, sinh năm 179 mất năm 251, có biểu tự là Trọng Đạt. Sinh ra và lớn lên trong một gia đình có tới 8 người con trai, ngụ tại Lạc Dương cho đến khi tướng quân Việt Đổng Trác chiếm lĩnh và phá hủy thành phố thì cả gia đình mới rời tới Trường An kinh đô của tổng cộng 13 triều đại trong lịch sử đất nước Trung Quốc. Ông là một nhà chính trị, một nhà quân sự của nước Tào Ngụy vào thời kỳ Tam Quốc trong lịch sử Trung Quốc. Tư Mã Ý cả đời hành sự cẩn trọng, ẩn nhẫn chờ thời cơ để làm nên nghiệp lớn, tạo nền móng vững chắc cho con cháu tạo dựng cơ đồ sau này. Từ loạn khăn vàng cuối thời Đông Hán cho tới khi Tam gia quy tấn, thời loạn Tam Quốc diễn ra trong gần trăm năm, thời kỳ này, lãnh thổ chia cắt, lãnh chúa nổi dậy, các nhân vật anh hùng xuất hiện không ngừng. Tư Mã Ý vốn dĩ là một thần tử Đông Hán, sau này trở thành thần tử dưới trướng Tào Tháo. Tiếp sau đó nữa nhờ nhẫn nhịn được ba đời nhà Tào Tháo mà trở thành kẻ chiến thắng cuối cùng. Các cụ thường nói con người sống, thất thập cổ lai hy, vì sao Tư Mã Ý tới cái độ tuổi này mới tạo phản? Rốt cuộc là vì sợ hay vì thực lực không đủ? Liên quan tới Tư Mã Ý, rất nhiều giả sử đều có sự ghi chép, nói ông lúc trẻ đã từng để lộ giá tâm của mình, nổi tiếng nhất là Ưng Thị Lang Cố. Tào Tháo lúc còn sống sớm đã nhận ra Tư Mã Ý là một mối đe dọa lớn. Sau này còn có cách nói, Tam Mã Đồng Tào, biểu thị Tư Mã Ý sẽ đoạt hoàng vị của Tào gia. Cũng chính vì những chuyện này mà Tư Mã Ý khi còn trẻ đã phải chịu sự phòng bị của những người nhà họ Tào, bản thân Tư Mã Ý cũng vì muốn bảo toàn cái mạng nhỏ của mình, không dám ho he, quá thể hiện, ngoan ngoãn góp sức cho chính quyền Tào Ngụy. Thực ra, Tư Mã Ý khi còn trẻ dù có muốn xuất đầu lộ diện thì cũng e là không có cơ hội. Tào Tháo khi còn sống, mưu sĩ và mãnh tướng bên cạnh nhiều vô kể. Nói về mưu sĩ, Trình Dục, Tuân Úc, Giả Hủ đều không phải những nhân vật tầm thường, mãnh tướng thì có Trương Liêu, Hứa Trử, Hạ Hầu Đôn. Vừa trung thành vừa dũng mãnh, khả năng đánh trận khỏi phải bàn. Tư Mã Ý khi đó vừa trẻ người chức quan lại thấp, đối với người như vậy, Tào Tháo còn chẳng thèm cho vào mắt, chứ đừng nói tới việc góp ý cho Tào Tháo. Ngay cả tài năng của mình cũng còn chẳng có đất dụng võ. Tào Tháo vốn hay đã nghi, ông luôn cảnh giác với người xuất thân từ dòng tộc Tư Mã. Tào Tháo sớm đã nhận ra Tư Mã Ý có chí anh hào, nội kỵ nhi ngoại khoan, sai kỵ đa quyền biến. Ý muốn nói Tư Mã Ý trong lòng đố kỵ nhưng ngoài mặt lại luôn tỏ ra khoan dung với mọi người, hay nghi ngờ nhưng đủ linh hoạt để đương đầu với những thay đổi. Tào Tháo luôn lo lắng rằng Tư Mã Ý sẽ làm ảnh hưởng đến nghiệp xưng bá của mình, vì vậy trong hoàn cảnh đó, Tư Mã Ý luôn rất khiêm tốn, thận trọng, nhiều lần giả bệnh để qua mắt Tào Tháo. Dù Tào Tháo đa mưu túc trí nhưng Tư Mã Ý mới thực sự là người chiến thắng trong cuộc chiến giành thiên hạ, đặc biệt là khi Tư Mã Ý có thể giấu tài của mình dưới trướng Tào Tháo khiến không ít người phải thán phục. Song, có thật là Tào Tháo không nhận ra giá tâm của Tư Mã Ý hay không? Trong Tam Quốc Chí của Sử Gia Trần Thọ, có chép lại một giai thoại như sau. Khi Tào Tháo hỏi Tư Mã Ý, tại sao bàn chân trắng hơn tay và mặt? Tư Mã Ý trả lời, tại hạ không biết. Tào Tháo cười nói, bởi vì nó được che đậy. Tư Mã Ý nghe xong tái mặt hoảng hốt, bởi câu hỏi và câu trả lời của Tào Tháo đã đánh trúng vào dạ tâm của Tư Mã Ý đang nung nấu. Có thể thấy câu hỏi này của Tào Tháo không chỉ là câu hỏi đơn thuần. Chúng ta đều biết lòng bàn chân luôn lõm vào và có thể giấu giếm một cái gì đó. Ngụ ý của Tào Tháo là ông biết được Tư Mã Ý có lòng riêng, tham vọng riêng vẫn còn giấu giếm. Tào Tháo nói ra để Tư Mã Ý hiểu rằng phải từ bỏ giá tâm, bằng không việc loại bỏ Tư Mã Ý với Tào Tháo là điều vô cùng đơn giản. Tư Mã Ý là người thông minh ngay lập tức nhận thức được ý nghĩa sâu xa đằng sau câu hỏi của Tào Tháo. Ông đã đáp trả bằng một hành động hạ mình xuống phủi bụi trên mặt đất, như một cách để làm sạch và dọn đường cho Tào Tháo tiến bước. Hành động lạ này thể hiện việc Tư Mã Ý đã thấu hiểu dụng ý của Tào Tháo, chấp nhận làm bề tôi trung thành, tận tâm lăn xả hết mình vì chủ nhân. Tào Tháo nhìn thấy Tư Mã Ý đã hiểu được điều ông muốn truyền đạt qua câu hỏi thì hài lòng bước về xe ngựa. Tào Tháo tấn công Viên Thiệu, trước khi xuất chinh hỏi Tuân Úc về Tào Tháo, câu trả lời của Tuân Úc chỉ vỏn vẹn bốn từ, nước lặng chảy sâu. Ý muốn nói nếu chỉ nhìn mặt nước bình lặng, sẽ không thể biết nước sâu đến mức nào, một người trông có vẻ trầm tĩnh, thật ra ẩn giấu bên trong là một biển trí tuệ,
nói vui là tầm ngầm mà đánh chết voi. Đối với Tuân Úc, Tư Mã Ý chính là một người như vậy. Người thực sự trọng dụng Tư Mã Ý phải kể đến là Tào Phi, vì trong cuộc chiến thừa kế giữa Tào Phi và Tào Thực, Tư Mã Ý đứng về phía Tào Phi. Tư Mã Ý cũng vì nghiêng về đúng bên mà tài năng có cơ hội được thể hiện. Khi đó, thiên hạ phân tranh không ngớt, một người chỉ khi nắm trong tay binh quyền mới được xem là nắm thực quyền. Tư Mã Ý dưới trướng Tào Phi tuy liên tục được thăng chức, trở thành trợ thủ đắc lực cho Tào Phi, nhưng quyền lực của ông chủ yếu chỉ ở mảng chính sự, không hề liên quan tới binh quyền. Binh quyền thực sự luôn nằm trong tay con cháu họ Tào và họ Hạ Hầu. Đối với Tào Phi mà nói, Tư Mã Ý dù thế nào cũng vẫn chỉ là người ngoài, không đáng tin bằng người nhà. Bản lĩnh lớn nhất của Tư Mã Ý chính là sống dai. Bình quân tuổi thọ của người lúc bấy giờ khá thấp, nhưng Tư Mã Ý lại rất thọ để chịu đựng rồi nhìn cả ba đời nhà họ Tào từ Tào Tháo đến Tào Phi rồi Tào Duệ chết đi. Càng về sau, Tào Ngụy càng không có nhiều nhân tài có thể trọng dụng, lúc này, Tư Mã Ý mới bắt đầu dẫn binh, nắm trong tay một chút binh quyền. Thái độ của Tào Duệ dành cho Tư Mã Ý không giống với Tào Tháo hay Tào Phi. Tào Tháo lúc còn sống căn bản không xem Tư Mã Ý ra gì. Tào Phi lúc tại vị rất biết ơn Tư Mã Ý tận tâm tận lực làm việc vì mình, đối xử rất tốt với Tư Mã Ý, ít nhất không xem Tư Mã Ý là loạn thần tặc tử mà đề phòng. Nhưng tới Tào Duệ lại hoàn toàn khác, Tư Mã Ý là đại thần mà cha để lại phò tá mình, làm việc trong triều đã nhiều năm, có thể nói là nguyên lão tam triều, sau này còn nắm binh quyền trong tay, đối với người này, nhất định phải đề cao cảnh giác. Vì vậy, khi làm việc dưới trướng Tào Duệ, Tư Mã Ý vô cùng cẩn thận, bởi lẽ Tào Duệ không phải một hôn quân, còn thế lực của bản thân trong triều cũng không đủ lớn mạnh. Tào Duệ có thể trọng dụng Tư Mã Ý, nhưng cũng có thể vào lúc mấu chốt đá Tư Mã Ý ra khỏi bàn cờ. Tuy nhiên, vận may của Tư Mã Ý cũng xem là khá tốt, Tào Ngụy khi đó thiếu thốn nhân tài, đem binh đánh trận lại là tài năng của Tư Mã Ý, vì vậy, Tào Duệ dù có đề phòng tới đâu cũng không thể không trọng dụng ông. Điều mấu chốt đó là, Tào Duệ là một hoàng đế đoản mệnh, tuổi còn trẻ đã ra đi, thọ bằng có một nửa Tư Mã Ý. Lại nói đến, không thành kế, đổi tiếng, vào thời điểm đó, khi Nhai Đình thất thủ, Tư Mã Ý dẫn quân tấn công, sợ, có mai phục nên lui binh, người đời ca ngợi Gia Cát Lượng dụng kế như thần, không thành kế, thành công dọa được Tư Mã Ý một phen, nhưng người đời lại không biết rằng đây là cái, sợ, đầy khôn ngoan của Tư Mã Ý. Tư Mã Ý dẫn theo mấy chục vạn quân, đối mặt với vài tên lính còn sót lại của Gia Cát Lượng, dù công thành có làm tổn thất hơn một nửa binh lính thì vẫn có thể truy sát được Gia Cát Lượng. Cái khoản này có tính thế nào thì Tư Mã Ý cũng sẽ không lo bị thiệt, nhưng Tư Mã Ý lại quá thông minh. Ông hiểu rằng tình cảnh của ông lúc bấy giờ nếu Gia Cát Lượng chết, vậy thì Tào Duệ nhất định sẽ thu lại binh quyền. Vì vậy, sợ, mà tha cho Gia Cát Lượng thực ra cũng là đang tha cho chính mình. Sau khi Tào Duệ mất, hoàng vị truyền lại cho Tào Phương, Tào Phương tuổi còn nhỏ, nhất định không thể xử lý triều chính. Khi đó, đại quyền nằm trong tay đại tướng quân Tào Sảng, nhưng Tào Sảng lại chẳng phải một người túc trí đa mưu gì cho cam. Tư Mã Ý lúc này tuổi tuy đã cao, nhưng ông biết đây là cơ hội phản kích tuyệt vời nhất. Vậy là, Tư Mã Ý giả vờ nhượng bộ, để Tào Sảng mất cảnh giác, nhân lúc Tào Sảng và Tào Phương ra ngoài bái tế, đã phát động chính biến Cao Bình Lăng, một lần đoạt lấy toàn bộ chính quyền Tào Ngụy. Tư Mã Ý lúc này đã là một ông già, thất thập cổ lai hy, thực ra thì, lúc trước ông không tạo phản, không phải vì không có dã tâm, mà bởi thực lực chưa đủ. Bất luận là Tào Tháo, Tào Phi hay Tào Duệ, đây đều không phải người tầm thường, chỉ cần họ vẫn còn sống, Tư Mã Ý vẫn sẽ bị áp chế. Thứ mà Tư Mã Ý chờ đợi chính là một cơ hội, và cơ hội này lại chỉ tới khi ông đã già, vẫn may là Tư Mã Ý còn nắm bắt được cơ hội này trước khi rời khỏi cõi đời. Tỏ ra yếu thế không có nghĩa là không tài giỏi, chỉ là đang chờ cho mình một thời cơ thích hợp để trỗi dậy, vươn lên. Quân tử trả thù 10 năm chưa muộn, có lẽ là câu nói khá thích hợp với Tư Mã Ý. X51 Story luận bàn. Phàm những người làm việc lớn đều là những người giữ được thái độ bình tĩnh, ứng biến bình thản, thận trọng trước mọi biến thiên của đời sống. Trước mọi tác động khách quan, luôn giữ cho mình tâm thái ung dung, giống như nước sâu dưới lòng biển lớn. Trên mặt nước cho dù gió thổi làm sóng trào dâng cuồn cuộn nhưng những dòng nước ở bên dưới sâu vẫn luôn duy trì tốc độ chảy chậm rãi, thong dong. Làm người cũng như thế, gặp phải chuyện lo lắng, việc khó khăn thì đều phải bảo trì một tâm thái bình tĩnh và tường hòa. Chúng tôi xin kết thúc bài chia sẻ của mình tại đây. Xin chân thành cảm ơn các bạn đã dành ra thời gian quý giá để lắng nghe bài chia sẻ này. Xin kính chúc quý thính giả cùng gia đình luôn luôn hạnh phúc, thành công và bình an trong cuộc sống.